Chào các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm món gỏi đu đủ. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không có làm cái món khô bò ăn với gỏi đu đủ mà mình sẽ ăn với khô heo. Tự vì gia đình bữa nay ăn mừng Father Day cho ba cho nên là ở trong nhà có ba bốn người bị phong thấp, bị đau đau khớp cho nên là cử ăn thịt bò. Thì cái khô heo hôm nay mình mua được một cái bịch khô heo này ở trong Costco, nó chế biến sẵn rất là ngon và nó giống như cái khô bò mà mình làm gỏi khô bò vậy đó. Ăn thì nó cũng ngon ngon hơn là khô bò nữa. Nếu như ai mà không thích khô bò thì có thể mua cái khô heo này ở trong Costco nè. Hoặc là tự làm cũng được nếu mà có thời gian ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái khô heo hôm nay để làm cái gỏi đu đủ nha. Thì gỏi đu đủ khô heo hôm nay chủ yếu là mình sẽ chia sẻ cái cách làm cái nước sốt để ăn với cái gỏi đu đủ á. Đu đủ mình có một trái đu đủ hơi hường hường nè, rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi bào cái đu đủ này ra nha. Còn cái rau thơm để ăn cùng với cái gỏi á thì có rau quế nè và rau răm. Hai cái loại rau này là nó thích hợp cho cái gỏi đu đủ nha. Ai thích cái loại nào thì xài loại đó hoặc là hai thứ cũng được ha. Nhớ là rau răm và rau quế nha. Rồi cái gia vị bỏ vào trong gỏi thì chỉ có hành phi và đậu phộng thôi. Rồi cái nước chấm, cái nước sốt để bỏ vào gỏi đu đủ thì mình sẽ sử dụng nước tương, giấm, nước và đường. Rất là đơn giản ha. Thì giấm, nếu mà các bạn ở nhà mà có giấm đỏ, red vinegar nè. Nếu mà có giấm đỏ thì mình sẽ làm giấm đỏ cho nó ngon nha. Giấm đỏ thì nó lên cái màu hấp dẫn hơn. Còn nếu không có thì cũng có thể xài giấm trắng bình thường ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm nha. Bào đu đủ nè. Cái đu đủ này mình bào ra, mình muốn cho nó ngon mình sẽ phải ngâm vào trong nước đá liền ha. Đến khi nào mà gần ăn mình sẽ vớt nó ra. Rồi rau rồi mình làm sẵn hết, mình sẽ quay lại hướng dẫn làm nước sốt. Trước tiên mình sẽ đi bào sợi cái đu đủ này ra nha. Mình bào ra rồi mình ngâm với nước đá đó. Cái đu đủ này người ta gọi là đu đủ mỏ vịt nè. Nó hơi hồng hồng. Nếu mà cái đu đủ nó trắng á, nếu mà các bạn thích ăn giòn nhiều nữa thì mua cái đu đủ non trắng, màu trắng luôn á. Rồi các bạn có thể làm thêm cái một ít cà rốt để cho nó làm màu đẹp ha. Cái dao này mình bào nó lên sợi sẵn luôn. Nhưng mà cái sợi nó hơi bị mỏng, chắc phải kiếm cái dao khác. Đây nè, nó ra từng sợi vậy nè cả nhà. Đây nè, ra từng sợi nè ha. Rồi mình sẽ bào hết cái trái đu đủ này rồi mình ngâm nước đá nha. Mình bào nó mạnh quá thì nó sẽ dính. Rồi mình đi bào nha cả nhà. Đu đủ mình bào xong rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm nước đá nha. Cho qua cái tray để mình ngâm nước đá nè. Ngâm nước đá cho nó giòn nè. Rồi bắt đầu mình đi làm cái nước sốt, làm cái món chính mà mình muốn chia sẻ hôm nay nha. Rất là dễ. Cực nhất là làm mấy cái khâu này thôi. Bào cái đu đủ này nè. Rồi, mình cho nước đá lên. Đó, mình ngâm nước đá nha. Rồi, ngâm đây. Cho nó ra nước đá để nó giòn cái giữ giòn cho cái đu đủ á. Nếu mình có thời gian thì mình bỏ vào trong cái ngăn lạnh mát của tủ lạnh ha. Giờ làm qua làm nước sốt nè. Để qua một bên. Chia sẻ làm nước sốt nha cả nhà. Đây là cái món chính mà mình muốn chia sẻ nè. Rồi cái nước sốt này mình làm theo cái công thức để cho mình làm nó đều nha cả nhà. Thì cái công thức rất là đơn giản thôi. Các bạn nhớ 1, 2 và 2 rưỡi nha. Thì thí dụ như mình xài cái
cái cấp nhỏ nửa cấp này nè, thì một một và một á, là một một là một giấm, hai là hai nước, còn hai rưỡi là đường và nước tương ha, hai rưỡi nước tương, hai rưỡi đường nha. Thì nếu mà xài cái to hơn thì cũng tương tự như vậy, một hai và hai rưỡi ha. Thì bữa nay mình sẽ xài cái cấp nửa cấp nè. Đầu tiên là một trước thì mình làm theo thứ tự nha, một là một giấm á, mình xài cái giấm đỏ nè nha cả nhà. Nhớ là nếu không có giấm đỏ thì xài giấm trắng ha. Đây, một một là một giấm nha, hai là hai nước nè, một nước, hai nước, rồi hai rưỡi. Hai rưỡi là nước tương và đường và bằng nhau nha. Nếu mà các bạn ăn ít hơn thì các bạn dùng cái muỗng thì cũng một hai hai rưỡi y vậy ha. Đây một nước tương, hai nước tương, đây hai rưỡi nước tương nha. Cái mình xài cái loại nước tương thường thôi, nước tương light hoặc nước tương thường mình ăn á, đừng có xài Meiji. Cái Meiji thì mình phải giảm lại nha, tại cái nước tương Meiji nó mặn lắm. Rồi đường cũng vậy, mình sẽ cho hai rưỡi luôn, đường với lại cái nước tương bằng nhau nha cả nhà. Đây một, hai, rồi hai rưỡi nha. Nhớ là đường với nước tương bằng nhau, hai rưỡi, một là một giấm, hai là hai đường, hai rưỡi nước tương và hai rưỡi đường. Oh sorry, một là một giấm, hai là hai nước, hai rưỡi nước tương và hai rưỡi đường. Rồi cái hỗn hợp này mình sẽ đem đun trên bếp cho sôi và để nguội nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ nếm thử, nếu mà khẩu vị gia đình của mình thích ngọt hơn thì cho ngọt hơn, hoặc thích mặn hơn thì cho mặn hơn, thêm nước tương, hoặc là lạc hơn thì cho thêm nước nha. Còn đây là công thức chuẩn nha. Bây giờ mình sẽ đun sôi cái hỗn hợp này và để nguội ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt nhỏ cái khô heo ra nha. Đó cái khô heo nè cả nhà. Mình sẽ đi cắt sợi ra là xong, là mình làm rau nữa là xong xuôi ha. Nhanh lắm. Rồi mình sẽ cắt ra sợi sợi kiểu giống như là cái sợi đu đủ vậy đó. Là xong. Đơn giản ha. Đây coi cái khô heo ngon như sao không cả nhà. Nó giống như khô bò ha, mà ăn rất là ngon luôn. Cái vị của nó ngon lắm. Nhà mình thích. Bởi vì cử bớt thịt bò á, cho nên là mua khô này về ăn. Uống bia cũng rất là ngon. Làm gỏi khô bò. Này gỏi khô heo. Rồi mình sẽ cắt sợi ra như vậy nha cả nhà. Nhiều ít tùy theo gia đình mình ha, thích ăn nhiều cắt nhiều, thích ít thì cắt ít thôi. Rồi bây giờ xong xuôi rồi, bây giờ mình chỉ có sắp ra tray nữa nha cả nhà. Nước tương cũng đã xong, mình sẽ đổ ra cái lọ để mình đem qua bên nhà ba mẹ. Nước tương rất là ngon, rất là vừa ăn luôn. Đủ mình ngâm đá hồi nãy giờ nè. Mình sẽ làm thử một đĩa nhỏ cho cả nhà thưởng thức nha. Mình làm một đĩa nhỏ mình ăn thử trước nè, coi ngon không nha. Đây, cho ra cái đĩa. Vừa đủ ăn thôi ha cả nhà. Đó. Vậy. Cho tí hành phi lên. Xí đậu phộng, rồi xí khô, khô heo, ngon không cả nhà? Rồi mình cắt rau lên nha. Mình có hai loại rau hôm nay, mình sẽ cho ít rau răm, một ít rau quế nha. Hai loại rau luôn á.
dẫn lên cả nhà. Đây rau răm, rồi mình chan cái tương lên là mình ăn thôi. Cho nước tương lên nè. Cái này mình thường mình chan nước nhiều với cả nhà, tại vì cái nước tương này nó không có mặn, nó ngọt ngọt, mặn mặn hơi hơi thôi, chua chua, rất là ngon. Rồi, như vậy là mình có món đu đủ khô heo với cái nước sốt rất là dễ làm và hấp dẫn nha cả nhà. Mình sẽ ăn thử cái này rồi còn cái kia mình sẽ cho ra tray để đem qua nhà ba mẹ ha. Rồi nếu ai mà thích ăn cay thì cho ớt lên nha. Đó, mời cả nhà ăn thử coi cái nước sốt này ngon không nha. Rất là ngon. Đủ mình ngâm nước đá rất là giòn luôn đó nha. Khô heo này cũng rất là ngon. Đơn giản ha cả nhà, chỉ có làm nước sốt thôi, sắc đu đủ. Khô thì mình mua sẵn trong Costco khô heo á cả nhà. Còn ai mà chiên nữa thì có thể làm tự làm ha, khô heo, khô bò ha. Rồi, còn cái phần kia mình bỏ ra tray nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình bỏ đu đủ ra cái tray. Mình sẽ để rau một góc nha cả nhà. Khi nào ai ăn thì sẽ nhấm và cắt ha. Rồi, ở đây mình sẽ để lên cái khô bò, cái khô heo nè. Còn cái đậu đậu phộng với lại cái hành thì mình sẽ để riêng. Khi nào về tới bên nhà ngoại rồi mình sẽ bỏ ra và ăn ha. Hoặc là ai ăn tới đâu thì sẽ múc tới đó, chứ không thì nó bị mềm là không ngon nha cả nhà. Đó, hấp dẫn không cả nhà? Rồi, cái video của mình tới đây là xong rồi nha cả nhà. Bây giờ tới giờ đi về ngoại rồi. Hẹn video tới mình sẽ chia sẻ tiếp nha cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong video tiếp theo lần sau. Bây giờ thì đi về nhà ngoại để ăn Father Day. Ở đây mình nếu mà về nhà cha mẹ thì mỗi người sẽ mang một tới hai món theo ha. Potluck ha, không có một nấu một người cho nên là đỡ vất vả hơn. Bữa nay mình làm hai món là gỏi đu đủ, khô heo và mì xào nha cả nhà. Nếu yêu thích video của mình thì ủng hộ mình share, like. Và nếu ai chưa subscribe thì hãy bấm vào nút subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha cả nhà. Chào tạm biệt. Bye bye. Ăn cái trong nồi.